chúng Thủy giang đông tàu, đà giang độc bắc lưu. Trong người lái đỏ sông đà, nhà văn Nguyễn Tuân đã mượn lời thơ của thi sĩ Nguyễn Quang Bích như một sự gợi ý mở. Ý không chỉ nói đến sự độc đáo của con sông kỳ vĩ trắng tuyệt, mà còn chỉ đến sự hung tàn, bạo ngược của dòng nước cuồn cuộn khổng lồ đã bao đời nay làm mình làm mẩy gây ra không biết bao nhiêu tai ương hung hiểm cho người Tây Bắc. Sông Đà, hay nói một cách nhân văn là Đà Giang là một phụ lưu lớn của sông Hồng. Sông Đà dài gần một ngàn cây số, dòng chính bắt nguồn từ đáy, dãy vô lượng thuộc địa tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, chảy theo hướng Tây Bắc, Đông Nam, để rồi nhập vào với sông Hồng ở Phú Thọ. Trong rất nhiều tài liệu của châu Âu Sông Đà còn được dịch là sông đen, một cái tên đầy úy kỵ mà thực dân Pháp thủ xưa đã mạo muội dùng để chỉ sông Đà. Cái tên ấy cũng giống như những vần thơ kia, ngụ ý nhắc tới sự hung hiểm dị thường, cái tàn bạo vô lương. Gần sâu thác giữa của con sông bí ẩn đó. Dòng Đà Giang mặc dù vốn là nơi sinh sống của hàng vạn hộ dân, rộng lượng bàn phát biết bao nhiêu thủy sản tôm cá, nhưng thần sông Hà Bá nơi này cũng là một kẻ lạnh lùng tàn nhẫn hùng hiểm. Mỗi năm đều đặn đấy đi không biết bao nhiêu mạng sống của những con người yếu đuối không may. Cái ngàng tàn của con sông đặc biệt ấy dường như cũng đã ăn sâu vào huyết quản của những người lái đỏ trên sông dữ, thổi bùng lên cái khí chất của núi rừng, cái tầm hồn thổ mắn từ tận sâu đáy mắt thăm thẳm của con nước cuồn cuộn cầm gào. Ở chính con sông này đã từng ghi dấu một loạt chiến tích của người Việt trong những cuộc kháng chiến, trong những năm thám bão đạn, mưa bom, nhưng cũng chính nó đã trở thành một thứ truyền thuyết rùng rợn ghê người, là một nỗi ám ảnh kinh hoàng cho vạn trải sống trên sông, sống bên bờ. Câu chuyện tôi sắp viết dưới đây xảy ra vào những năm 46, 47 khi đất nước mới giành được độc lập từ tay bẻ lữ thực dân, phòng kiến Người kể câu chuyện cho tôi năm ấy mới chỉ là một cậu bé chưa được 10 tuổi. Đến giờ cũng đã thành một cụ già bước đi chẳng vững. Dựa theo lời của cụ kể lại chấp nối những bằng chứng kỳ tích xưa do nhân gian làng tôi thuật lại. Tôi xin phép được tổng hợp viết thành những chuyện ngắn dưới đây. Hy vọng không làm mất đi sự lôi cuốn cũng như những tình tiết ám ảnh ghê người. Từng có thời phủ bóng đen sâu thầm thầm lên mấy trăm hộ dân của vạn trải bãi thượng. Tháng 9 năm 1945, bác Hồ đọc Bảng tuyên ngôn độc lập, khai sinh dân nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, đã trở thành một dấu hút son trói lọi, chính thức kết thúc chuỗi ngày nhục nhằn của dân tộc, đánh dấu chủ quyền khẳng định tự do, tự quyết của hàng triệu người dân Việt sau những ngày sục sôi ấy, người dân cả nước bắt đầu rũ bùn đứng dậy. Cả dân tộc bừng bừng nhiệt huyết, hàng say lao động sản xuất để vươn mình trở thành một đất nước phồn thịnh ấm no. Dẫu rằng những nguy cơ vẫn còn hiểm lộ, những thù trong giặc ngoài vẫn còn ngày đêm nhe danh, rình rập, hòng đưa nước ta một lần nữa trở thành thuộc địa. Đến nửa đầu năm 1946, những hợp tác xã đầu tiên được mở ra trên cả một giải dài, trên đồng bằng sông Hồng và bắt đầu lan lên cả những vùng thượng du xa xôi hẻo lánh. Vạn trai bãi thượng này cũng không có ngoại lệ, nối tiếp những cuộc thi đua đổi mới. thanh niên trai trắng trong vạn trài cũng lập nên hợp tác xã bãi thượng, tập trung vào ngành nghề đánh bắt, nuôi tôm cá trên dòng sông đà hung dữ, cung cấp cho đồng bằng nhiều sản vật đặc biệt của núi rừng, của sông núi Tây Bắc. Hợp tác xã bãi thượng ban đầu có hơn chục thành viên chủ chốt, đa phần là những thanh niên cấp tiến nắm được tư tưởng chủ đạo trong cuộc đổi mới của toàn dân, đứng lên sùng phòng, quốc hữu hóa thuyền bè của chính mình để làm gương cho bà con trong thôn xóm. Chục người chủ chốt của hợp tác xã Bãi Thượng khi ấy nổi bật nhất có lẽ là anh Lũy, chính là người địa phương. Nhưng cách đấy chừng vài năm, anh vượt rừng lên Bắc Cạn, gia nhập đoàn vệ quốc để tham gia bạo động cách mạng. Trước cướp kho tóc, chống lại thảm cảnh của hai chồng giặc lũ thực dân phát xít phản động tay sai trói buộc những người dân cùng đinh nghèo khổ sau là để xây dựng cơ sở quay về địa phương thay đổi những hủ tục những nếp nghĩ tiêu cực đang bám dễ vào đời sống nhân dân những nếp nghĩ đã trở thành thâm căn cố đế ấy phần lớn đều liên quan đến dòng sông giang hùng dữ này đã từ ngàn đời nay người dân vạn trài bãi thượng cũng hàng ngàn người khác sống theo triển sông đà vẫn luôn úy kỵ sợ hãi con sông hung dữ ấy như một vị thượng thánh trên trời. Dòng sông đá chưa bao giờ ngưng chảy, ngày đêm cuộn trào bọt trắng giữa những gành đá chập trùng. Những con thác cao sầu bạn trượng ấy trở thành một thứ truyền thuyết, một thực thể tồn tại lâu đời như tín ngưỡng. Những câu chuyện kể của nhân gian và những lời nguyên chết chóc. Vạn trai bãi thượng cũng như khắp trốn đồng rừng đều úy kỵ. Những khi sụt sùi mưa gió, con nước dưới khe lại gầm gào ghê rợn, tựa như những bóng ma cười quỷ khóc vang lên từ trăm thác gành gành. Hòa lẫn vào tiếng gió mưa, những đoạn nhạc cầu hồn man dợ, những khi trời lặng đất yên, dòng nước kia vẫn cứ đục ngầu ngầu tung bọt trắng xóa, như ngấm ngầm đe dọa những kẻ bạo gan dại dột dẫn thân vào đất thập tử nhất sinh. Ngày còn là một đứa trẻ, chính cậu bé lũy cũng rất nhiều lần nghe những người trong làng kể về chuyện thần sông, hà bá, chuyện thuồng luồng thủy quái ẩn thịt người, chuyện ma chành chết đuối kéo chân. Nhưng vốn là một đứa trẻ nhà nghèo, sống bám ở trên sông bằng những lần kéo vó. Tính tình lũy, đã trở nên bạo dạn, bất khuất như chính dòng sông đà cuồn cuộn chảy. Còn dòng nuôi chính anh, biến anh thành một kẻ gan lì không biết sợ, cũng chẳng hề tin vào những tập tục kinh quỵ Ngập ngụa những điều mê tín hoang đường Này trở về đây Giữa những người dân nghèo có Bao đời sống nhờ những con sóng bạc Vui lấp cuộc đời dưới trăm thác ngàn khe Anh tự thấy mình Cần có trách nhiệm Giúp đồng bào mình ngày nào Càng ngày càng nó ấm hơn Nhìn nhận được cuộc đời của mình Do chính mình quyết định Chứ chẳng phải do thuồng luồng hay hạ bá nào định đoạt Lũy vẫn tình như thế Cho đến một ngày nọ một sự việc hãi hùng xảy ra, chính thức đánh dấu bước ngoặt lớn trong cuộc đời của anh chàng vệ quốc, quần dân trẻ. Tháng năm trời như đổ lửa, mặt đường cán nhựa đang nhẹ nhẹ bốc lên từng hơi giữa ánh như thiêu như đốt. Từng chiếc xe đạp, cứ thế tấp nập qua qua lại lại, dường như ai cũng đang cố phóng thật nhanh để thoát khỏi cái lò bát quái, rồi trở về nhà hoặc lao vào quán xá nấu mình dưới những mái lá che đầu hy vọng sẽ làm dịu đi cơn nộ nực. Tiếng vò vè của lũ rủi nhặng bay qua bay lại giữa cái nóng tháng năm trên đống bánh trái của bà, làm cho không gian trở nên càng thêm ngột ngạt. Ngồi cạnh lũy, mấy người cử vạn đang cầm giấy gói, gặp lại làm cái quạt mo phành phạch đưa lên hạ xuống. Bà hàng nước đã gỡ chiếc nón khỏi đầu, cứ vài phút lại cua cua, phai phẩy cho đỡ nực. Tài lũy cầm ly nhân trần Gần như đã cạn Hơi nước trong cốc tưởng chừng như có thể bay lên Hòa với mồ hôi đang chảy xuống thành từng giọt Ướt đẫm cả thành cốc Mặt lũy nhễ nhãi mồ hôi Mồm anh há ra Thở hồng hộc như vừa chạy đua đường trường Môi dưới trẻ ra Không buồn khép lại vì nóng quá Đứa cháu trài của lũy Không biết vì sao sáng nay Lại lăn đụng ra sốt Bố mẹ thằng bé đi vắng không có kịp về Buộc lũy phải nhờ anh em chăm lo dùm công tác ở ngoài trụ sở, vội vàng quay trở về nhà. Cùng với mẹ, Rất díu nhau đưa cháu đi chạm xá của làng Để hai bà cháu ngồi trong phòng khám, Lũy lang thang ra cổng, ngồi uống ly nước cho tan bớt cái cơn nực nộ. Chạm xá của làng nằm trên một trục đường nhỏ, nhưng rất nhiều xe đi qua đi lại. Còn đường đất lộm nhộm đá sỏi, bị nóng nung người phả xuống, cứ chốc chốc lại mịt mù bụi, Xám tùng lên rồi dao rào đổ xuống đầu đám người đang mòn mỏi chờ đợi. Chạm xá nằm gần bờ sông, cách nơi nhận đồ hàng ở bến phà không xa lắm, nên đây cũng nghiễm nhiên trở thành chỗ tụ tập của đám lái buôn hàng cậu vạn, thường xuyên tụ tập, ngồi lại tán gẫu với nhau để tranh thủ ngắm nghĩa mấy cô y tá trẻ trong trạm xá. Đang vần về, túm thuốc lào vào giữa ngón tay để chuẩn bị nhét vào cái nõ điếu. Bỗng từ xa phía bến phà có tiếng ai vừa thét lên ầm ĩ mấy người trong quán nước có cả lũy đều vội vàng đứng phắt lên tò mò kiễng chân ngẩng cổ ngó xem có điều gì vừa diễn ra ở dưới bến lũy cũng như đám người kia anh dừng hút thuốc đặt cái điếu sang một bên rồi lững thững chống lạnh đi bên cạnh quán dưới bến mấy người phu cửu vạn đang lao sao chỉ trỏ rồi lại ba bốn người khác nháo nhắc nhảy xuống từ một cái mạn tàu rồi lại hốt hoảng bò lên bờ như vừa thấy một việc gì kinh sợ lắm vậy. Nét mặt ai cũng toát lên một vẻ hãi hùng, tái xanh nhợt nhạt. Một người cửu vạn từ trong quán nước chạy nhanh ra, chặn người đang hốt hoảng để hỏi. Người đó cô tay múa chân một lúc, rồi gạt vội kẻ chấn đường sang một bên trước khi hợp tốc bỏ chạy. Anh phù quần vác, nghe xong câu chuyện cũng lật đật trở lại quán trà, nói to như để các bạn của mình khách hàng trong quán cũng có thể nghe thấy. Dưới, dưới sông hình như có người chết đuối. Lũy kể ra cũng là một người có chức trách trong làng, mới nghe xong đã vội vã lao lại hỏi. Có, có thật không? Sao lại hình như ai chết thì phải biết chứ? Cậu vạn kia không biết Lũy là ai, câu mày nói như quát. Anh này hay nhở? Tôi làm sao mà biết được là ai chết? Muốn biết thì đi xuống mà xem. Lũy bực dọc, anh quay lại, nói với bà hàng nước. Bà Tám ơi, cho cháu gửi tiền. Lát mà mẹ con với thằng cu khám xong, bác nói mẹ con, cứ ngồi xuống đây, chờ một lúc nhé. Bà Tám bán nước cau mày nhìn lũy, vẻ mặt lo no lắng bảo. Anh lại ăn cơm nhà bác tủ và hàng tổng đấy hỏng. Cứ thế, khéo lại công ngày. Bà hàng nước dừng câu nói trước vẻ mặt cười lên hình hạch vô tư của lũy. Bà biết lũy là người gan giả, lại còn là bộ đội về làng chẳng biết sợ trời sợ đất là gì, nên cũng không có ngăn cản nữa. Mà bà có muốn ngăn cũng không có kịp, vì Lũy đã băng qua cửa, lao vút xuống dưới bến phà. Dưới bến lúc này đã chật cứng người, muốn lách qua cũng vô cùng vất vả. Khi ấy, Lũy mặc áo nâu sòng, quần ống thấp ống cao, nên chẳng ai nhận ra anh ấy là chàng chủ nhiệm hợp tác xã. Đám đồng tốn tụng cả mấy chục người, Lũy vất vả lắm mới chen vào được giữa. Theo sau anh, cậu chàng cửu vạn vừa rồi cũng có mặt. Mới trông thấy lũy, anh ta đã nhích mép cười, lôi kéo chú ý của sáu bảy người. À đấy, xuống đến nơi rồi, chỉ xem cho biết, đỡ phải hỏi han lắm điều. Lũy không thèm đáp, bởi một người bạn của anh cửu vạn nọ kia đã kịp kéo tay thì thầm bảo. Cái mộc, quan đi, ông chủ nhiệm hợp tác đi. Lũy im lặng, anh nhìn quanh nắm người một lúc rồi mới lên tiếng nói. Mời công các, các bà đứng xa một chút để bảo vệ hiện trường. Người ta vừa nghe thấy tiếng oang oang dẫm dạc đã nhận ra ngay đó là lũy. Có vài anh thanh niên gật đầu chào, một vài người lớn tuổi hơn thì đứng nép vội sang một bên theo nghiêm lệnh của nhà chức trách. Người ta vẫn còn bị ám ảnh bởi cái lề thói phong kiến trước đây, vẫn còn e dè, sợ sệt khi phản đối hay đối diện với những người có chức có quyền trong làng trong xã. Vẫn tưởng rằng những người như Lũy có thể nắm trong tay cái quyền sinh quyền sát, quyền diệt như ông tránh tổng, ông Lý ngày xưa. Lũy mím môi nhìn xuống dòng nước đục lờ nhờ, dập dình một cái xác người đang trôi lờ lững, mái tóc xòa ra phủ kín mặt. Cái thầy chết trường nổi bành bành, liên tục đập vào mạng tàu chở hàng, ngay bền sắp bến. Lũy lên tiếng hỏi. Các bác cho tôi hỏi, chủ thuyền là ai đây? Ai phát hiện ra cái xác chết? Một người đàn ông tuổi chừng 50 e rẻ lên tiếng đáp. Ờ, dạ, bậc quan, là con ạ. Lũy lắc đầu cố gượng cười, xua tay nói. Ấy, không có lệ xưng con như thế. Nhìn bác còn đáng tuổi bố cháu ấy chứ. Mà giờ không còn, quan lại gì nữa cả. Giờ đổi mới rồi, công chức là đầy tớ của nhân dân, mà cháu cũng chỉ làm chủ nhiệm hợp tác xã thôi người đàn ông nọ vẫn còn tỏ vẻ sợ sệt đưa tay gãi tai gãi đầu nói ờ dạ bẩm vâng lũy lại xua tay nhắc bác cứ nói chuyện bình thường là được rồi đừng như thế người đàn ông nọ gật đầu mấy người nữa cũng ra vẻ hài lòng với thái độ chan hòa nhã nhận của người công chức chính quyền mới anh lại nhắc vậy bác là người phát hiện ra cái xác ư? Ông chủ thuyền vội vã đáp. Ờ, bẩm, bẩm không, không phải tôi ạ. Đoạn ông chỉ tay ra sâu một người trẻ tuổi nhưng rắn, dấp cao to, vội vàng khép nép, lóc bắp thừa. Dạ, là, là cháu ạ, cháu nhìn thấy người chết. Lũy lắc đầu, tạm thời bỏ qua những điều câu nệ, đan sâu bám dễ vào đầu óc của những người dân thấp cổ bé họng, đã bao đời bị giai cấp phong kiến tập quyền đè nén anh ôm tồn nói được rồi anh với bác chủ thuyền tạm thời ở lại đây còn tôi nhờ mấy anh thanh niên chạy ra trụ sở ủy ban mời giúp tôi mấy cậu dân quân về đây để kéo người chết lên chứ ai lại để thế kia phải tội chết mấy cậu thanh niên cả người cổ phu kia nữa cũng vội vã gật đầu rồi kéo nhau đi chỉ chừng chục phút sau đã có thêm vài người dân quân cùng với cảnh vệ xuất hiện. Họ mời bà con đứng giạt sang một phía, lấy dây thừng buộc quanh chiếc thuyền để ngăn cách bảo vệ hiện trường, lại cắt cử một vài người xuống nước vớt xác lên. Đối với dân trải lưới miền xuôi, nhìn thấy người chết đuối hay vớt những thi thể chết chương kia là một điều rất bình thường, không có phải lạ lẫm. Họ sống trên dòng nước, nhờ vào thuyền bè tôm cá, người ít thì vài vận, kẻ nhiều đắp vài chục lần phải chứng kiến những cái thây chết đuối dập dành trôi trên dòng nước. Nên với họ, việc bớt xác cũng không có gì là ghê gớm. Chỉ có điều ngày ấy không như bây giờ, người dân vùng sông nước vẫn giữ những ý tưởng mê tín dị đoan, sợ rằng sẽ bị ma chành kéo chân diễn chết. Nhất là lại ở chốn rừng thiêng nước độc thầm sơn cùng cốc này. Người đồng rừng lại càng tôn trọng những ý quyền lực bí hiểm vô hình, xác người chết đuối bởi vậy không mấy khi được vớt lên, mà thường sẽ bị dân vạn trài dùng sao đẩy ra giữa sông cho con nước nhấn chìm, làm mồi cho cá tôm, đúng nghĩa trả mạng cho hà bá. Thấy không có ai chịu sắn quần lội xuống, lũy đành sung phong đi trước, anh dùng dây thừng buộc quanh người rồi bắt đầu lội xuống, định bụng khi kéo người chết sẽ lấy thừng buộc vào chân người ấy rồi cho đám thanh niên kéo trở lại bờ. Nhưng nghĩ là một chuyện mà làm lại là chuyện khác. Khi ấy đang vào giữa tháng năm, trời nóng như đổ lửa, giữa cái nắng lung người, mặt sông đà tưởng chừng còn bốc khói, nên dĩ nhiên mùi người chết cũng theo luồng khí nóng bốc lên nồng nặc. Đứng cách đó cả mấy chục mét, người ta vẫn còn phải bịt mũi nấn thở, húng hồ, lũy càng lúc lại càng gần cái xác chết kia. Chỗ nèo thuyền trong bến phà là một vũng nước khá sâu, người ta chỉ có thể kiễng chân, chạm đáy vài ba bước, rồi sau đó nước đã có thể ngập quá đầu người. Lũy là người cổ vạn trai, ngày từ tấm bé, anh đã có tiếng là bơi giỏi. Những đứa trẻ cùng trang lứa đều phải nể phục coi anh là dạng kình ngư ra hít cá, có thể bơi một mạch từ bên này sang bờ bên kia. Lũy cũng biết là anh bơi giỏi nên mới tự tin lội xuống để vớt xác lên. Nhưng mới chỉ bơi được một đoạn, anh đã dùng mình lấp đầu kinh hãi. Nước sông đà ngầu đục như lấp loáng mỡ người xối thẳng vào mũi lũy khiến anh gần như tắc thở cái mùi mỡ người chảy ra sau khi phân hủy trộn vào nước tạo thành một thứ hỗn tạp tanh tuổi hôi hám đến rợn người từng con sóng ùa vào phía lũy hắt lên thanh người cuốn trôi xuống cả giòi bọ bay nhầy cả thịt tóc tay dính bếp vào chân tay mặt mũi của chàng vệ quốc quân dân gàn dạ lũy cố nhịn gần như nín thở Mặc dù ngâm cả người xuống nước mà cổ họng vẫn khổ cháy như uống rượu. Mùi thịt người hòa với vị tanh của nước khiến cuống họng của lũy gầy gầy, khó chịu. Anh tái mặt, cố gắng bơi gần cái xác, chỉ còn cách một sải tay thì lũy dừng lại để con nước đẩy anh ra. Thay người chết đuối nhìn trông vô cùng kinh dị, xác chết nằm ngửa, mặt hướng lên trời. Toàn bộ phần ngực đều đất trương to, sưng lên như quả bóng, khiến lớp vải áo nâu bên ngoài đứt chỉ bụng tung cả cúc. Ngoài ra các lớp da bụng trắng ờn ở, nhiều chỗ nó đổi sang sắc tím xanh. Trên rốn đã bị con quả dỉ ra nát bét, tạo thành điều kiện làm nơi trú ẩn để trứng cho đám ruồi nặng. Biến thành người, thành một bữa tiệc ngon cho đám ruồi trồng đến cả trăm vạn con. Lũy nhắm mắt lắc đầu cố xua đi những hình ảnh kinh hoàng rùng rợn. Anh mím chặt môi, hai chân khua trong dòng nước đẩy người nổi lên còn hai tay nhẹ nhẹ, tháo cái dây thừng quấn quanh bụng mình, toàn buộc vào chân người chết. Người chết đuối, chắc ít, cũng phải mấy ngày rồi. Mỡ người chảy ra từng chỗ nứt toác trên cơ thể, quyện với dòng nước, đã khiến cho làn da người chết trở nên trơn tuột. Lớp da trần ngậm nước đã mấy hôm, đã giữa nát, như sắp nến hơ trên lửa vậy. Vừa chạm tay vào, đã vỡ ra. Từng thớ thịt bầy nhầy trộn với nước, nhão, trẻ qua kẽ tay của lũy lập tức cảm thấy kinh tởm truyền có da thịt chạy dọc sống lưng lên tận óc làm lũy dùng mình muốn nôn ngay dưới nước nhưng anh phải kìm lại cố gắng dương cặp mắt sợ hãi bần thần nhìn về phía cẳng chân người chết chỉ còn cho lại đoạn xương cùng chút cơ thịt nằm sâu bên trong chưa có tàn hết lũy cảm thấy cả người của mình đang run lên bẩn bật trong nước mặt trời giữa hạ và cái nóng như thiêu như đốt cũng không làm mất đi cái sự lạnh lẽo kinh hoàng khi ở gần xác chết. Nó chỉ khiến cho mùi tử khí, khăm khẳm hôi tanh, được dịp bốc lên cao, nồng nặc phủ kín cả không gian, biến cả một quãng sông ngập ngụa đầy sự chết chóc. Lũy loay hoài một lúc, mới buộc được sợi dây thừng vào chân người chết, anh vội vàng bơi nép sang một bên, cô tay ra hiệu cho mấy thanh niên trên bờ kéo căng sợi dây, đưa xác chết lên khỏi mặt nước. Lũy định lặng lẽ bơi theo, nhưng bất chợt anh giật mình. Vì vừa có một đợt sóng nhỏ vỗ bờ dội ngược về phía anh và kết xác, làm cho tóc rối bù, loa xoa phủ trên khuôn mặt tái xanh trôi tuột xuống. Mặt người chết vẫn ngửa thẳng lên trời, nhưng cái nhãn cầu đục ngầu còn người chìm hẳn vào trong hốc mắt thì lại đang trợn trừng trừng liếc hẳn về phía lũy như đằng nhả tất cả nỗi oan khiêm vào nhân thế còn mắt kề dợn sưng phòng. Nhưng vô hồn của người chết đuối khiến cho lũy kinh hoàng rú lên một tiếng, rồi mất đả đứng nước, bật ngửa về phía sau. Cổ chân anh như động vải vật gì đó bị siết chặt kéo gửi xuống nước, khiến anh càng kinh hãi hơn quẫy đạp liên hồi, uống liền mấy ngụm nước và mùi thịt thối. Mãi một lúc sau, mới có mấy thanh niên nhảy xuống kéo lũy lên. Không nhìn, thì suýt nữa thôi, lũy đã nạp mạng cho hà bác. Bà mẹ của Lũy đứng trên bờ chống nạnh cáu tiết nhìn anh, rồi gằn giọng như đang mắng. Tôi đã nói anh bao nhiêu lần rồi, sao cứ ăn cơm nhà bác tù và hàng tổng thế hả? Ôi dồi ôi, cái tật âm ăn cơm nhà, bác ngả voi, vợ con thì không chịu lấy, cứ thủ thủi một mình làm khổ cái thân giả này thế này. Bà lão mắng con, khiến mấy người xung quanh cũng phải bật người. Lũy ngồi trên bờ nước, quay lại hình hạch cười một cái, rất vô tư đáp. Có sao đâu mẹ, con con bị lỡ nhịp thôi, vẫn sống nhăn răng, chứ có chết đâu mẹ nó. No. Bà chỉ tay, ấn vào chắn của lễ mắng. Mày lại giả mồm đấy à? Sau đợt này thì nghỉ, nghỉ hết, không có ủy ban với trụ sở gì nữa nhé, về lấy vợ ngay cho tao. Có một giọng bỡn cợt vang lên gần đó. <laughs> bà Xuân ơi, Bà có định cưới vợ cho cậu Lý Thì nhớ đến con tôi nhá Bà Duân chưa hết giận Ngoái cổ trông lại Rồi tươi ngay cái nét mặt nói đùa với bà bạn Gớm nữa thôi chị Cúc ạ à, Chị có giúp tôi rước cái của nợ này đi luôn đi Cho tôi nhẹ gánh Bà bạn tên là Cúc ấy Chống tay vào nạnh Tươi cười đáp Nhà tôi cũng chỉ đợi trùng câu bên nhà bà đấy thôi Ai lại để cọc đi tìm châu lũy ngồi bệt bên bờ sông mặt thoát đỏ rồi lại thoát xanh về xấu hổ anh cũng biết bác cúc người bạn thuở thiếu thời của mẹ mình bác cúc đẩy được năm dấu cô con gái mới đẩy được ba quả bom nổ chậm ấy đi còn sót lại người con thứ tư kém lũy ba tuổi có tiếng trong làng ở cái sự nết na thùy mị trái ngược với sự bạo dạn của bà cụ thân sinh lũy và hoa con bà cúc cũng đang hẹn hò nhưng chưa có công khai tình cảm anh muốn đợi cho hợp tác xã vận hành chân chu, rồi mới thông báo tin mừng mang chầu cao sang hỏi cưới cô nàng. Nhưng câu chuyện ấy nhanh chóng bị lũy quên đi. Trong đầu anh lúc này ngập tràn những hình ảnh ghê rợn của xác người chết đuối và cái cảm giác lạ lùng của một thứ dị thường siết lấy cổ chân anh. Bây giờ vẫn còn nguyên vẹn rõ rệt cái cảm nhận ấy. Khi ấy nước sâu quá đục, lại trong cơn hoảng loạn nên lũy không thể nào nhìn thấy được đó là vật gì. Chỉ thấy nó dài dài, trơn trơn, nhưng cũng vô cùng dẻo dai khó chịu. Lũy lắc đầu thở dài, tự hiểu có lẽ chỉ là một đoạn rong rêu hay một thứ gì đó. Nên anh không có nghĩ nữa. Lũy nhìn thi thể đã được vớt lên để cho mấy anh dân quân và mấy chú tự vệ được một phèn vất vả. Người chết đuối là một cô gái, nhìn vào khuôn mặt cũng như bóc dáng không thể đoán đổi độ tuổi hay đến từ đâu vì thi thể đã ngâm quá lâu dưới nước. Nhiều chỗ trên người đã bị quạ mổ hay tôm cá dưới sông rỉa cho nát bét, không thể nhận diện được gì. Nhưng dựa vào quần áo, người ta đoán kẻ xấu số ấy còn rất trẻ. Lũy đứng bên cạnh mấy anh tự vệ một lúc rất lâu, xem họ khám nghiệm đo đạc chiều cao của người chết, ghi chép lại những chi tiết đáng chú ý trên thi thể. Nhưng thời ấy, khoa học còn chưa phát triển cũng chẳng ai biết thế nào là pháp y. Nên sau một hồi xem xét, người ta chẳng thu được kết quả gì quan trọng, nên đành kết luận rằng cô gái kia chết đuối. Mấy anh tự vệ và dân quân nhờ một vài người thanh niên khỏe mạnh, lấy hít quốc thuộng đào luôn một cái hố huyệt ngay sát bờ sông, giải vôi bột tránh cho ôn dịch và ngay trong ngày hôm ấy trồn luôn xác chết. Lợi ý đứng dè một lúc, rồi cũng bị bà Xuân kéo về nhà Cả hai mẹ con khi đó chẳng ai có chút mảy may hoặc ghi hoặc. Cũng không có ai biết rằng, thời khắc ấy đã đánh dấu một bước hoặc đầy biến cố xảy ra trong làng vạn trải bãi thượng, thay đổi hoàn toàn mọi thứ. Xã hội thời ấy vẫn còn tồn tại nhiều bất cập vì tàn dư phong kiến và chế độ cũ chưa thỏa được và cũng chưa xóa hoàn toàn. Nhiều nơi, lắm chỗ vẫn cứ đầy rẫy những sự bất công nên mỗi năm trên khắp con sông lớn như sông đà chẳng hạn lại có đến cả trăm người chết đuối lẽ dĩ nhiên phần nhiều những cái chết đó đều là do bất cẩn thận nhảy xuống sông bơi lội mà vong mạng lại thêm nhiều kẻ khốn quẫn cùng đường cũng bị những tàn dư phong quyến hủ bại đè đầu cưỡi cổ đánh quá lâu không đường lui nên đành trầm mình tự vẫn rất lâu sau mới có thể nổi lên lại thêm cả những xác chết trôi không rõ lai lịch từ thượng nguồn đi xuống tục gọi là chết trôi sông. Bên cạnh đó, trong lúc nhiều thương, tranh sáng, tranh tối, có không ít tên hung thủ lợi dụng lúc giao thời, chính quyền chưa có thể nắm hết cơ sở, địa phương nên chúng thuận tiện đẩy thuyền, giờ cho cướp bá, giết người. Những kẻ đó còn chịu khó bê cái xác nạn nhân ném xuống sông để hủy thi diệt tích. Người chết oan như vậy nhiều không đếm xuể, khó tránh khỏi những chuyện ma quái mê tín dị đoan. Bất kể hiện tại, nhìn nhận những biến cố ấy ra sau. Người thời xưa sống ở vạn, trài thượng. Đối với những chuyện quỷ thần, đều vô cùng mê tín. Phạm là xác chết trôi từ dưới sông, vớt lên trên, đều chôn ngay trên bờ sông, cách mép nước vài ba mét. Thứ nhất là để tránh ôn dịch. Thứ hai là để tránh hạ bá có thiêng, vẫn biết được rằng người không dám cướp đi cơm của thần của thánh. Hội vớt xác trên dòng ngày ấy, không hề cụ thể là ai chỉ cần là thanh niên như anh Lũy, có trách nhiệm thì đều lao xuống cáng đáng. Xác người chết vớt lên, sau đó những người già cả trong làng, những tay máu mặt thông thuộc thủy tính, to gan, lớn mật tiến hành xử lý. Họ thường là những người già cả, hoặc chí ít cũng phải trung niên, có kinh nghiệm nhiều năm sông nước, lại có cả những biện pháp dị đoan để khu quỷ trừ tà. Chứ những người thường ít ai dám làm cái việc ghê gớm đến như vậy. Lũy sau khi trở về nhà thật không quá để tâm đến câu chuyện của người đàn bà xấu xố vừa rồi. Trong đầu anh, chỉ lơ mơ tồn tại những hình ảnh rung rợn khi mắt của người chết liếc nhìn sang mình. Và nhất là khi cổ chân của anh bị vật gì đó kéo gỉ xuống dưới nước. Nhưng suy nghĩ ấy khiến cho Lũy không nuốt nổi bát cơm. Gầy gầy vài ba miếng, anh lại buông đũa đứng dậy vòng ra sân trước, vần về cái bi thuốc lào nhét vào trong nõ điếu. Trời mùa hè, nên dù quá sáu giờ tối nhưng vẫn còn rất sáng một vài người đi qua thấy lũy ngồi ngoài sân lên cúi đầu chào anh như một thói quen cố hữu dạ con chào quan ạ à, quan ăn cơm chưa mỗi lần như thế lũy lại ngại ngùng xua tay lắc đầu nhắc nhở họ đừng có xưng hô như vậy mà phải tội thời ấy ở đây dân trí vẫn còn rất thấp người dân đa phần là những người thượng sống ven rừng hay bên bờ nước quanh năm bắn mặt cho đất, bắn lưng cho trời, kiếm ăn dưới sự đe nẹt của các thổ ti, các chánh tổng, lý trưởng hay lũ cường hào ác bá. Nên giờ đây, dù đã được giải phóng hoàn toàn khỏi cái kiếp nô lệ lầm than, nhưng nhiều người vẫn còn quen lệ cũ, vẫn sừng còn, gọi quan như ngày trước. Mẹ lũy thế còn ngồi trầm ngâm trước sân, lắc đầu rồi bảo. <laughs> Cái chức chủ nhiệm hợp tác xã có to tát gì đâu mà người ta cứ... Thôi, mày vào nhà đi. Ngồi đấy mà giải thích với người chào hỏi hết ngày hết buổi con ạ, à. vào mãn cơm. Thôi mẹ ăn đi, con không đói đâu. Bụng dạ cứ nhộn nhạo, khó chịu kiểu gì không biết nữa. Bà Xuân khịt kịt mỗi một cái rồi trách. Tao đã nói mà công có nghe. Việc nhà thì nhắc, việc chú bác thì riêng, Hôm nay mày có thẳng cu vững với ông Nhiêu lao xuống cứu mày đấy nhá. Bà hậm hực nhìn bộ mặt nhân nhân của Lũy biết không thay đổi được gì nên lại vùng vằng quay vào bên trong, miệng lầm nhầm như khẽ mắng cậu con trai gian lỉ, cóc tí hấp. Không sợ trời, không sợ đất, dám vớt xác trôi sông toàn cướp miếng cơm hả bá. Lũy thấy mẹ đi vào trong nhà, anh lại bứt thêm chút thiết lào cho vào trong gói, rồi vê vê cho vào nói anh mồi lửa, thổi nhẹ một hơi, để tàn thuốc bay vào trong cái xô sắt tay gỗ kỹ. chưa kỳ đưa cái điếu lên mồi, toàn dít lấy một hơi dài. Nhưng khói thuốc mới chỉ đến lưng chừng cuống họng, bỗng lũy trợn mắt, tái nhợt đi. Há hốc cả mồm đánh rơi cái điếu cày xuống chân rồi ho lên sạch sụa. Bởi trong dáng chiều đỏ ối, lờ mờ tranh tối tranh sáng ngoài cổng ngõ, lũy vừa trông thấy một bóng người Người ấy không đi ngang qua cổng mà đứng hẳn lại nhìn thẳng vào anh. Mặc dù trời đã nhập nhọn nhưng khoảng cách chỉ vài ba mét nên lũy trông rõ một một không thể sai chút nào. Đó là một người con gái, quần áo trên người ướt sũng dính sát trên cái bụng căng tròn, sưng trướng như ngầm nước vậy. Mái tóc buông dài dính bếp phủ xuống ngang vai nhưng không hề che đi khuôn mặt. Khoe ra một sắc diện dị thường. Làn da xám xịt xanh sao, nổi rõ cả những mạch máu đã chuyển sang màu đen tím Đôi mắt của người con gái ấy đục lời nhờ, hòa lẫn với sắc trời u ám lúc xế chiều, khiến cảnh vật và cả bóng người kia lại càng thêm phần ma mị dị thường. Nấp áo nâu, dính chặt vào da thịt và cái ống quần lai đen, không biết là do gió thổi bay hay thân thể đã bị ngâm nước quá lâu khiến cho nó căng phòng hẳn lên. Tựa hồ như sắp bật tung ra hàng cốc vậy. Chẳng còn nghi ngờ gì nữa, đó chính là cái xác chết trôi lũy mới vớt lên đúc trước cái xác ấy còn biết vì sao lại có thể đào mồ sống dậy tìm đến tận nhà như muốn kéo lũy xuống sông chết theo mình để rồi thế chỗ như các câu chuyện kinh dị trong truyền thuyết lũy kinh hãi sặc khói ho như muốn nổ phổi anh sợ đến đứng tim cái điếu vừa lăn xuống sân cũng là lúc lũy bật ngửa người ra sau hốt hoảng bò lùi bằng cả tứ chi trên nền đất vừa thấy lũy như vậy Lập tức cái bóng ấy lao nhanh về phía anh Dơ bàn tay ra phía trước bồ lấy rồi Hốt thoảng Ơ, ơ kìa anh sao thế Lũy vẫn bỏ nùi trên thềm nhà Hai mắt mở to không hề chấp Miệng đắng ngắt như vừa uống rượu mạnh Kinh ngạc không tốt lên lời Bởi cái bóng ma của người chết đuối Giờ đã hóa là hoa Của bạn gái mà anh sắp sửa mở lời cầu hôn Lấy về làm vợ Mất một lúc khá lâu Lũy mới lắp bắp lên tiếng được Anh hỏi người yêu Ờ, em, sao, sao lại là em? Hoa nhìn anh, mặt nàng vẫn còn tái xanh vì lo lắng, ấp úng hỏi ngược lại. Cái, cái gì? Em, chứ sao chăng gì nữa? Anh làm sao thế? Lụy vẫn không trả lời, giang tay, gạt hoa sang một bên rồi ngơ ngác nhìn ra ngoài con đường vẫn còn tấp nập người qua kể lại. Ở trong nhà, bà Xuân nghe tiếng nói chuyện cũng lật đật chạy ra. Thấy con trai thì ngồi bệt trên sàn nhà, mặt mũi ngây đơ, da rẻ xanh sao nhợt nhạt lại có cả hoa ở đó. Bà ngạc nhiên hỏi. Ờ, cháu đi à? Hai đứa làm cái gì ngoài này mà không vào trong? Thằng Lũy, mày làm sao thế hả con? Lũy không trả lời, hoa lại phải lên tiếng đáp. Cháu, cháu vừa đi ngang qua, tự nhiên thấy anh Lũy ho sạch sụa rồi ngã vật ra. Cháu sợ quá, cháu chạy vội vào thì anh ấy cứ, cứ nói cái gì lung tung lắm, cháu không hiểu. Bà Xuân nhìn con trai nghi hoặc hỏi Này cái thằng kia Mày sao thế hả con Lý lúc này mới ấp ống trả lời Con Con, con vừa thấy ma Ng, người, người, chết đuối hôm nay Vừa lúc nãy đứng cổng nhà mình Con con đang hút thuốc lào Thì trông thấy sặc sặc lên tận Lý nói đến đó thì dừng lại Để hồn hền thở Như một kẻ mới chạy đua đường trường bà xuân và hoa cũng tái mặt nhìn nhau kinh hãi như thể chính mình cũng vừa trông thấy vong hồn người chết kia vậy bà xuân mất một lúc mới định thần lại nói như trách con trai thằng th thằng này mày đừng có dọa mẹ mà nào ở đâu bình tĩnh lại xem nào cán bộ mà ăn nói thế à con nhớ ai ngoài đường nghe được họ nói lên cấp trên phiền đấy nhưng lũy đã lên tiếng ngắt lời bà cụ Thật, thật thật mà con trông thấy ma thật mà mẹ không tin ư nó, nó đứng ngay ngoài cổng ai anh này buồn cười nhỉ em chứ ma nào chỉ có em đứng ngoài cổng nhà anh lúc thấy anh ho em mới chạy vào hoa cướp lời chen vào để nói công chân lũy nói lùng tùng sợ rằng sẽ bị người ngoài đánh giá nhưng nhìn khuôn mặt vẫn chưa tan nỗi bàng hoàng của lũy cả hoa lẫn bà xuân đều rơn giận trông rõ Nghĩ đến cái cảnh người chết đuối hiện về, tìm đến tận đây để bắt lũy chết theo. Bà Xuân kéo thanh hoa vào trong nhà, rồi lôi cả lũy đứng dậy. Ngồi xuống bàn uống nước, mà tay lũy vẫn run lên lầm cập. Bà Xuân gặng hỏi lần nữa. Thế đầu đuôi ra sao? Hai đứa tử tử kể cho cô nghe chăm nào. Hoa gật đầu, thuật lại việc cô nhìn thấy lũy bị ngã ngửa trên thềm nhà. Còn lũy lại kể rằng mình gặp ma đứng ngay ngoài cổng nhìn mình. Bà Xuân nghe qua sự việc, hai tay càng lúc càng run, ngồi đối diện, mặt lũy vẫn còn tái xanh. Bờ môi nhột nhạt, sám xịt, trông không khác gì người chết. Đôi tay run rẩy cầm cốc nước mà đưa lên mồm mãi mới uống được. Bà Xuân nhìn con trai, lắc đầu, bắt đầu lo sợ. Đứng lên rút ra mấy quay nhang, thắp lên ban thờ rồi chắp tay khấn vái bức hình vẽ ông chồng quá cố nhiều năm trước của bà. Như mong đợi, vong linh của ông sẽ hiện về bảo vệ con trai của bà tài quà nạn khỏi. Lũy ngồi cạnh hoa, mắt chớp liền mấy cái, cố nhớ lại những chi tiết rùng rợn mà anh vừa trải qua. Anh không thể nào trông nhầm được, rõ ràng anh đã nhìn thấy người chết đuối đứng trước cổng nhà mình, giơ cánh tay ướt nhẹp dính nhơ nhấp lao về phía anh. Không hiểu sao, chỉ trong chớp mắt đã hóa thành cô người yêu anh sắp lấy làm vợ. Chậm tư một lúc không cắt nghĩa được vấn đề, lũy thở dài một tiếng rồi bảo nhỏ. Chắc sáng con bị ám ảnh Sáng, sáng nay con cũng xít chết đuối Giờ vẫn hơi ghê đấy Bà Duân tặc lưỡi Dịu dàng nói <laughs> Mẹ cũng nghĩ thế Chứ ma quỷ nào Dám hiện về còn đông người như thế này Hoa tiếp lời Bác nói phải đấy anh ạ Trời đang giữa hè Quá 6 giờ mới tắt nắng Lúc vừa rồi ngoài đường còn tấp nập Người gánh hàng rong đi chợ về Có khi anh nhìn nhầm á. Lũy biết là mình không có trông nhầm nhưng anh vẫn gật đầu vì không muốn làm mẹ và người mình yêu mình lo sợ. Anh nói em. Ờ, ừ. Có, có khi anh trông nhầm. Hoặc quán gà thật, trời nhập nhọn. Lưng sáng lưng tối, chẳng biết thế nào mà lần. Bà Xuân cũng gật đầu khen phải. Hoa ngồi bên, nắm lấy tay của Lũy. ân cần thể hiện sự quan tâm. Rồi một lúc sau, cô cũng lên tiếng bảo. Thôi, có khi cháu xin phép bác với Anh cháu về ạ. À. Trời tối rồi, cháu về trễ, mẹ cháu lại mong. Bà Xuân gật đầu. Ờ, thế cháu về đi, nhanh không tối đi Hòa Lũy cũng gượng cười nhắc. <cười> em đi cẩn thận nhé Anh cũng vòng nghỉ đây. Chẳng hiểu sao từ sáng đến giờ người cứ mệt mệt. Chắc là nhảy xuống nước, lúc trời nắng to nên ốm mất rồi. Hoan Gia Chiều luyến tiếc nói hiên anh giữ gìn sức khỏe đấy Mai mệt quá Thì bảo anh Hồng, anh Nam ra trụ sở hợp tác Làm thay Thôi cháu về, cháu chào bác ạ Lũy tiễn người yêu ra đến cửa Anh không dám chạy ra ngõ như mọi bận Vì vẫn còn bị bóng ma của người đã khuất kia ám ảnh Đoạn anh vào trong nhà chu luôn vào trong gian trong Để mặc bà Xuân bên ngoài dọn dẹp Nói là đi nghỉ Nhưng từ lúc vào trong buồng đến tận nửa đêm Lũy không tài nào chợp mắt được bởi cứ hãy nhắm mắt lại là cái hình ảnh rùng rợn kinh hoàng của thi thể chết đuối ấy lại hiện về trong tâm trí. Lúc thì cái xác ấy nổi dập dành trên mặt nước đục ngầu, đầu liên tục đập vào mạng thuyền những tiếng cồm cốp không ngừng. Lại có khi, lũy trông thấy thi thể đứng ngay trước cổng, vươn tay về phía anh như toàn kéo anh chết theo mình, để cho vong linh con ma xa đó có cơ hội đầu thai chuyển kiếp được. Nói chung, toàn những hoạt cảnh rùng rợn ghê người, mà một anh vệ quốc, dân quân như lũy dù đất trải qua trăm trận, giữa lửa đạn, mưa bom, cũng không thể nào cứng lòng cho được. Lụy chẳng chọc cả đêm, không hiểu vì sao cô gái chết trôi kia lại hiện về với mình. Quen biết, gì hay không mà oán thù thì dĩ nhiên chẳng có. Hà cớ gì, người chết lại tìm đến anh. Trong khi anh là người đã vớt thi thể cô ấy lên khỏi cái sự lạnh lẽo, nhơ nhớ của mặt sông, được nằm yên dưới đất mẹ cơ chứ. Lụy nhớ lại. Nhiều cụ già trong làng từng nói Ma lúc nào cũng hiện diện bên cạnh chúng ta Nhưng chỉ người nào ma muốn cho thấy Thì mới có thể trông thấy được mà thôi Nhưng Lũy chưa bao giờ tin như vậy Đối với anh hay nói đúng hơn Là với thế hệ những thành niên trí thức Cấp tiến như anh Những câu chuyện về cõi âm Về thế giới bên kia Hay những vong hồn văn vướng trần gian Ít nhiều cũng đều nghe từng kể nhưng hầu hết chỉ toàn là những câu chuyện hoang đường bịa đặt hay tự tưởng tượng, chứ đã có ai tận mắt trông thấy bao giờ đâu. Cả đời anh vẫn tin như thế, cho đến hôm nay thì suy nghĩ của anh sẽ sang một cúc quanh khắc. Hóa ra những truyền thuyết nhân gian, những câu chuyện ma gà ma xó, ma chành vẫn tồn tại dài rác khắp miền Tây Bắc, đã ăn sầu bám rễ vào trong đời sống của những người nhân dân chưa chắc đã là chuyện địa. Mà rừng quỷ núi hà bá thần sông cũng rất có thể là một thế lực luôn sực hãng còn tồn tại và chuyện tiếp xúc với cõi âm là có thật chứ chả phải ảo giác thêm mắm thêm muối để hấp dẫn người đời nhưng càng nghĩ lũy lại càng không thể hiểu rõ vì nguyên nhân gì mà anh lại nhìn thấy bóng ma ấy hay nói đúng hơn là người chết đuối kia lại tìm về đến anh để cho anh trông thấy như vậy cơ chứ anh mong rằng việc sẽ sớm trôi qua và mong vong linh người con gái xấu số ấy sẽ không hiện về làm anh sợ nữa. Càng nghĩ càng có ngủ, mà nằm lâu thì hay cứng bụng buồn tiểu. Anh trần chọc lăn qua, lộn lại trên giường, không biết nên đợi cho hết đêm hay vùng dậy chạy ra sau nhà giải quyết. Tay lũy liên tục thò xuống, gãy sồn sột nơi cổ chân. Từ tối đến giờ không hiểu là bị cái con gì đốt mà cổ chân anh cứ ngứa ngáy dầm dàn, Từng chừng cả một vòng quanh mắt cá bị một thứ dây thừng hay sợi chảo thô nào đó siết chặt. Lũy đã lấy cả ngọn đèn bão soi xuống cổ chân, nhưng chẳng thấy gì ngoài một vệt hằn đỏ, rất nhỏ, chừng một ngón tay, dấu tích của sự kiện hãi hùng hồi sáng. Khi anh có cảm giác bị cái vật gì đó quấn quanh chân và kéo anh xuống bên dưới. Lúc này đây, cơn ngứa hình như cũng bắt nguồn từ chỗ đó thì phải. Nằm lâu không có chịu được Lợi ý cố hút nén lòng Hít một hơi thật sâu rồi ngồi bật dậy Anh định sẽ đi ra ngoài sân Rửa chân cho khỏi ngứa Rồi vòng ra sau nhà Giải quyết cái nỗi buồn hành hạ anh Suốt mấy tiếng đồng hồ này Nhưng Còn chưa bước được xuống giường Thì từ bên ngoài Tiếng mèo nhà nào đó Thét lên Rồi liên tiếp là những tiếng chó trù ghê rợn. Lũy giật mình, tái mặt nhìn quanh dân nhà mờ tối, tiếng chó hú, tiếng mèo kêu, rồi cả tiếng chó sủa nhấm nha nhấm nhẳng trong làng phát ra, càng lúc lại càng gần hơn. Từ ngoài ngõ, kéo dài đến cổng, rồi dừng lại, mọi việc tưởng chừng như đã bình yên thì bất thình lình có tiếng đập cửa liên hồi. Những âm thanh tưởng chứng vô cùng bình thường lúc này đây trở thành những tiếng động dị thường ghê gớm như vọng lại từ cõi âm tì. Nghe xa lạ, kinh hoàng, đầy ám ảnh. Những tiếng cổng cọc ấy nghe không khác gì tiếng của cái xác chết trôi bị sóng đánh cái đầu đập cung cúp vào mạn thuyền âm thanh khủng khiếp khiến cho lũy giật bắn người giết nữa thét lên về kinh sợ nhưng anh nén lại được hơi thở trong khí quản như bị nghẽn mãi mới bật ra được anh ngồi im trên giường như chờ đợi âm thanh kia nhưng vẫn cứ vang lên như rục rã lũy đưa mắt nhìn quanh không có động tĩnh gì ngoài những âm thanh kỳ lạ mẹ anh nằm ngủ bên gian bên hình như không hề biết đến hiện tượng quái đản vừa diễn ra trong đêm tối vẫn còn đang tiếp diễn đây tiếng gõ vẫn vang lên đều đặn. Tiếng chó mèo thê lương vẫn tiếp tục vọng lên trong đêm trường tĩnh mịch im lặng như phủ đầy tử khí Anh Lũy ngồi một lúc, bỗng thấy mình choáng váng người như say thuốc, như một kẻ bị hớp hồn, nửa tỉnh, nửa mê, mất hoàn toàn tự chủ. Anh lững thững bước xuống giường, đôi chân như kẻ mộng du, chập chững và lảo đảo. Cánh cửa buồng bị kéo then ngang không biết từ lúc nào dù tối nay khi vào buồng lũy đã cẩn thận quá kín anh cứ thất thểu đi ra như một kẻ bị thôi miên lặng lẽ đứng giữa mảnh sân vắng lặng khung cảnh rờn rợn lại diễn ra hệt như lúc xế chiều trong màn sương âm u như khói tỏa lũy trông thấy cổng nhà mình mở toang đứng bên ngoài là một người thiếu phụ chết trương thây thối thịt được anh vớt lên từ dưới nước lúc sáng hôm qua Chiếc áo nâu dòng và chiếc quần lai đen vẫn còn ướt sũng dính bết vào da thịt Mớ tóc loà xòa của người chết đuối phủ xuống vai Mờ đi cái khuôn mặt và làn da tím tái xanh xào Người con gái ấy lùi thổi bước đến trước mặt lũy Giờ tay ra phía trước, hai bàn tay ướt đẫm trương lên ra tay ngầm nước nhăn nhau bủng beo như muốn bong chóc từng mạng Âm thanh nhửa đâu rội về Còn tôi Còn tôi đâu Lũy đứng chết cứng chân Nhưng muốn chôn xuống nền gạch Á khẩu không nói được một lời Mà nói gì bây giờ Anh vẫn như một kẻ bị thôi miên Chơ mắt nhìn hồn ma người thiếu phụ Anh trông thấy bóng ma của cô gái ấy Đứng sát bên cột cổng Ánh mắt đục ngầu không rõ lỏng trắng hay lỏng đen Nhưng hình như đang nhìn anh văn này cẩn quản từ dưới chiếc quần đen Lũy trông thấy một thứ dung dịch màu đỏ ối Chảy theo những giọt nước giỏ tông tỏng xuống dần. Bụng của người chết trương to Nhưng cứ xẹp dần Xẹp dần theo dòng máu chảy ra từ dưới háng Lũy kinh hãi đến tột cùng Tiếng nói của hồn ma vừa trong lại vừa lạnh lẽo Vang vang vọng vọng như từ trốn âm tì dội về Hòa với tiếng chó hú, mèo gào Càng thêm kinh hãi trong cái màn đêm tối thê lương ấy trộn lẫn với những chuỗi âm thanh kinh dị lũy nghe cả tiếng trẻ con khóc oe oe tiếng của một đứa bé sơ sinh vừa mới chào đời nhưng rõ ràng giọng nói của đứa bé vẫn cứ tức nghẹn ăn ặc như bị nhấn chìm trong nước mênh mông vô tận vậy lũy kinh hoàng đến gần nghẹt thở chẳng biết anh đã bừng tỉnh tự lúc nào nhưng vẫn đứng run rẩy nguyên tại chỗ trong làn sừng trắng anh thấy bóng dáng thất thểu của người thiếu phụ cứ tan dần, loãng dần đi, rồi biến mất sâu bờ che giả trước ngõ. Mất cả phút sau, lũy mới hoàn hồn. Toàn quay bước vào trong nhà thì từ phía sau, một bàn tay lạnh toát, vỗ mạnh lên vai, làm anh giật thoát cả tim, rú người rồi ngáp vật ra nền gạch. Nhưng hóa ra đó là bà Xuân, bà cũng bị tiếng hét của lũy làm cho giật mình kinh sợ. Bà hốt hoảng đỡ lấy con rồi lo lắng hỏi. Ôi trời mày, mày làm cái gì ngoài này thế hả con? Lũy nhìn mẹ, anh thở hồn hển như sắp đứt hơi, cổ họng bỗng rát như kẻ độc hành lạc bước vào sa mạc không tìm được lối ra. Bà Xuân trông rõ thấy những nét kinh hoàng hiện lên trên đáy mắt của đứa con trai, sự nhợt nhạt của lần da tím tái như người bị sốt rét. Lập tức bà nhớ lại biến cố chiều nay và đoán rằng lại vừa có một chuyện gì đó đặc biệt vừa xảy tới với con trai bà. Nhưng chuyện mà bà Xuân đoán được chỉ là lũy bị mộng du hoặc vì lo lắng quá mà mất ngủ. Chứ bà không thể ngờ rằng anh lại vừa gặp hồn ma người thiếu phụ chết trôi, một lần nữa hiện về ngay tại ngoài ngõ. Bà Xuân dìu con vào trong nhà, để lũy ngồi trên bậc thềm, rồi lật đật lấy cái ấm ổ, rót trành một ly trà đặc. Uống đi con, uống đi, uống cho tỉnh táo. Mày làm mẹ sợ hết thổn hết phía vậy đấy. Lũy đón lấy ly trà, đặt xuống anh run rẩy bảo mẹ không không con, phải đi giải đã bà xuân nhìn bàn tay đang run lên bẩn bật, bật của đứa con trai đang cầm lấy chiếc đèn bão từ tay mẹ lần đầu tiên bà thấy sự đổi thay nhanh chóng đến mức kinh ngạc của con trai mà vẫn tin rằng anh là một người gan dạ từ trước đến nay chẳng phải là tin mà từ trước đến giờ chính lũy luôn tỏ ra là một người cấp tiến trí thức không bao giờ nghe những câu chuyện mê tín dị đoan ấy vậy mà chỉ trong một ngày mọi thứ đã hoàn toàn đổi khác. Sự khác đổi ấy báo hiệu trước những biến cố hút dồn dập sắp xảy ra mà bà Xuân cũng chẳng tài nào tưởng tượng nổi. Sáng sớm ngày hôm sau, sau cả một đêm thức trắng với biết bao những bộn bề lo âu, lũy vật vã ngồi dậy khỏi giường. Anh đã định nằm nghỉ ở nhà cho lại sức, nhưng những chi tiết hãi hùng về bóng ma của người thiếu phụ kia vẫn còn ám ảnh biến cả căn nhà anh trở nên lạnh lẽo một cách xa lạ dị thường. Lũy quyết định ra hợp tác xã, gặp anh em cho vơi đi phần nào sợ hãi. Anh nắng ban ngày cũng khiến cho Lũy yên tâm hơn. Mặc dù khi đi qua cổng, anh vẫn có cái cảm giác dùng mình sợ sệt khi mường tượng ra cảnh hồn ma của cô gái chết trôi hiện về trong làng xương âm u mờ mịt. Hợp tác xã cách nhà Lũy không quá xa, ở làng trài bãi thượng này, hợp tác xã do Lũy đứng làm chủ nhiệm có hai nhiệm vụ chính. Một là vận tải hàng hóa đi dọc con sông Đà theo chỉ thị của chính quyền. Hai là tiến hành chế biến, buôn bán cho nhà nước các loại thủy sản, đặc biệt là ở vùng này. Nói là như vậy, nhưng những loại thủy sản mà hợp tác xã bãi thượng chế biến chỉ toàn là cá khô mà thôi. Cá được nhập về từ những tàu thuyền lớn nhỏ đánh bắt trên sông, phân loại ra rồi ướp muối, gia vị, hùn khói. Ngày ấy cá khô hùn khói là một món ăn rất tối quen thuộc với những người làm nghề trải lưới hoặc buông hàng trên mạng ngược. Bởi vì từ bãi thượng này phải đi ngược dòng sông hơn trăm cây số nữa mới đến một bản người dân tộc. Và từ bản ấy lại tiếp tục đi thêm hai ba ngày nữa mới tới một địa phương giáp biên. Quãng đường thủy xa xôi ấy cần gạo muối và lương thực. Vùng này từ trăm năm trước đã là chỗ tiếp tế lương thảo cuối cùng trên sông Đà hung hãn cũng chính vì thế mà người ta mới gọi đây là bãi thượng hoặc bãi cuối. Dần dà về sau, dân số bắt đầu tăng, người ta mới ngược dòng đi khai phá thêm những vùng đất khác. Cái tên bãi cuối trở nên vô nghĩa, nên dân vạn trài chỉ gọi đây là bãi thượng mà thôi. Ngành nghề chế biến cá hun khói ấy do lũy trực tiếp triển khai và làm chủ nhiệm. Đơn vị của anh gồm có 6-7 người cả nam lẫn nữ, mỗi bên chia nhau công việc, người thì chế biến lạp xương, ngâm tẩm gia vị cho các loại thịt cá hoặc thịt lợn, thịt bò, kẻ thì sắp xếp nhóm lửa, chuẩn bị củi khô và canh kiểm lưu lượng khói trong lò chế biến. Công tác tiểu đặn diễn ra, ngày này sang tháng khác, đã thành thói quen nên ai cũng biết việc của mình, chẳng mấy khi xảy ra sự cố. Nhiệm vụ của lũy ngoài việc tính toán lương thực, hàng hóa xuất nhập thì còn kiêm luôn cả công tác canh kiểm lưu lượng khói và chế lượng thịt trong lò. Sáng sáng, anh đều phải ra lò sấy, mở cửa nhìn vào bên trong để xem thịt đã chín chưa, ngậm đủ khói và hông đủ khô hay chưa. Ngày hôm nay dù rất mệt nhưng lũy vẫn có mặt, vài người đồng nghiệp gật đầu chào anh, nhi vừa thấy bóng. Một vài người tinh ý hơn, nên đã hỏi thăm. Mặt mũi làm sao mà tái nhợt thế kìa cậu lũy? Đó là một chị gái trùng tuổi, có chồng làm trong tổ hợp vận tải, cũng là một người đã giới thiệu hòa cho lũy khi anh mới về làng. Lũy nhìn chị đồng nghiệp nhếch mép cười gượng, rồi chớp mắt bảo. Tối qua em mất ngủ chị ạ, cứ chẳng chọc mãi, chẳng vào giấc được. Bà chị nọ cười cười rồi đáp. <cười> Ôi giời, chăn đôn gối chiếc bảo sao? Thôi, cậu lấy vợ nhanh nhanh lên, chứ chúng tôi cũng sốt ruột lắm rồi. Mấy người khác cũng vụ họa theo. Đúng rồi đấy, Bằng tuổi chú, con tôi đã biết nấu cơm rồi đấy nhá. Lũy nghe mà chỉ biết cãi đầu, anh cũng sốt ruột, muốn làm đám cưới với hoa lắm trước, nhưng còn đang bận bịu trong công nghìn việc, nên chưa có thể sắp xếp được thời gian. Vẫn còn cứ đang chần chừ chưa có quyết được. Lũy không muốn đứng đó để bị trêu thêm, nên dạo bước đi ra khu lò xấy. Lò xấy thịt của hợp tác xã là một cái bể xây bằng bê tông kín mít, có một cái lỗ nhỏ để nhét thêm củi vào bên trong, còn trên đỉnh thi thoảng đậy một vài một loại lá cây của người dân tộc cho đi đến nơi mùi khói tử gỗ và các loại hương liệu gia vị đã bốc lên thơm ngào ngạt khiến cho Lý thấy bụng mình sôi lên vì đói anh chép miệng tiến lên gần kê thang để trèo lên mở cửa lò kiểm tra thịt hun khói bên trong nhưng khi cánh cửa lò vừa bật ra tức thì một cảnh tượng hãi hùng hiện ra trước mắt anh <laughs> Ngay sát cửa lò Một đống thịt bầy nhầy Nhưng có đủ cả tứ chi Bị chất đầy hương liệu hiện ra Đập vào mắt anh Khiến cho anh hãi hùng trượt chân Đạp đổ cái thang ngã lăn ra đất Ngất liệm đi vì kinh sợ Trước khi bóng tối kịp phủ kín đôi mắt anh Trong con người ánh lên sự hãi hùng Còn hiện ra cái thân hình bé nhỏ Của một đứa trẻ sơ sinh Vẫn còn nguyên dày rốn Bị treo lủng lẳng trong sỏ giấy Nó trừng mắt nhìn anh Nở một nụ cười Quái đạt Lũy không biết mình ngất đi được bao lâu, nhưng khi anh giật mình tỉnh lại, đã thấy mình nằm trên hai chiếc bàn dài được khép lại với nhau trong trụ sở. Mấy anh chị em trong đội lo lắng nhìn Lũy. Cậu sao thế? Sao tự nhiên lại ngất thế nhỉ? Nhưng Lũy không đáp. Anh hướng khuôn mặt tái nhợt của mình nhìn thẳng vào đám người trước mặt. Ánh mắt lóe lên, những tiêu kinh hãi và nghi ngờ, tự hồ như con cừu đang đứng giữa đám đổ tể lạnh lùng. Các... các người... Lũy vừa nói, vừa chỉ tay vào mặt Một người đứng trước anh T -t -tại, Tại sao lại làm như vậy? Mấy người ở bên ngơ ngác nhìn Lũy Rồi ngoảnh đầu nhìn nhau Không ai hiểu chuyện gì Một người đàn ông cứng tuổi, cãi đầu gãi tay Còn mày hỏi Lũy Cậu... cậu nói cái gì thế? Làm sao cơ? Lại còn giả ngây ngô sao? Đứa... đứa bé Đứa bé nào? Một người khác lại hỏi đứa bé trong lò giấy thịt lũy trả lời là ai là ai đã cho một đứa bé vào lò giấy hả à? ánh mắt của lũy lóe lên những tia giận dữ căm hờn bàn tay anh siết chặt vào với nhau thành nắm đấm nhưng những người xung quanh chẳng có hiểu gì chỉ ngơ ngác nhìn nhau lắc đầu không biết lũy chỉ tay về phía cái lò giấy thịt đèo ngoài sân gần giọng từng tiếng tôi vừa trèo lên lò giấy thấy ngay sát cửa lò treo lủng lẳng sát một đứa bé Tại sao các người có thể làm như vậy? Mấy anh chị em trong đội nghe lũy hỏi mà cũng giật bắn cả mình. Họ không hiểu gì, cũng chẳng biết ai, chẳng biết cái chuyện quỳ quái gì đang xảy ra ở đây. Mọi người có nhiệm vụ ướp thịt rồi cho vào trong lò, lên tiếng đáp thầy cả bọn. Anh nói gì thế? Làm gì có đứa bé nào toàn thịt lợn, thịt bò với cá? Anh làm sao vậy? lũy không còn kiên nhẫn, anh nhảy vội xuống đất, gạt đám người đứng xung quanh, rồi chạy bộ ra chân. cái thằng vẫn nằm lăn nóc trên lò giấy, cửa lò vẫn mở toang hoang, y như lúc lũy giật mình ngã từ trên đó xuống, chứng tỏ suốt từ nãy đến giờ chưa ai kịp động chạm gì đến hiện trường. mọi người cũng nối gót chạy theo lũy, họ đứng phía sau lưng anh, mấy cặp mắt đều kinh ngạc nhìn theo người chỉ huy đang trong cơn hoảng loạn. anh giận cái thằng, rồi nhanh chóng trèo lên, một lần nữa ngó đầu vào bên trong lò giấy. Một cậu choi choay cũng bắt trước lấy một cái ghế cao, nhón chân, nghỉnh cổ trông vào. Có gì đâu, toàn thịt với cá. Cậu thanh niên ấy nhảy xuống nói với đám người đứng sau. Chỉ còn lũy, vẫn đứng trên thang, ngơ ngác nhìn vào trong lò giấy đang bốc lên cái mùi khói thơm nhức mũi. Vị của gỗ thông cháy dở, quyện với mùi hồi, rồi mắc kén. Những thứ gia vị cổ truyền Tây Bắc ngào ngạt bốc lên, nhưng không làm cho chỗ thịt trong lò trở nên ngon mắt trái lại, lũy càng lúc càng thấy ghê sợ mọi vật xung quanh. Anh kinh hãi, nghĩ đến cái cảnh mình đang mắc một chứng bệnh hoang tưởng trầm trọng, một cách bất ngờ, khiến cho anh nhìn đâu cũng thấy ma với quỷ. Trong cái lò sấy này, mọi thứ rất đỗi bình thường, không có người chết, không có dây rốn, cũng chẳng hề có đứa trẻ sơ sinh nào như ban nãy, lũy chồng thấy. Có kẻ đã giấu xác bé đi ư, không thể nào, vì cái thang và cánh cửa lò vẫn cứ y nguyên vị trí ban đầu, không hề di si chuyển từ lúc lũy ngã lăn ra đất. Lũy lững thững trèo xuống khỏi chiếc thang. Mấy người đồng nghiệp toan chạy lại hỏi thăm, nhưng thấy đôi mắt lạc thần và cánh tuy lũy lơ đẫnh xua ngang ngưng mặt thì dừng lại. Họ bẩn thần nhìn nhau, rồi nhìn vào khuôn mặt tái xanh không có huyết sắc của chủ nhiệm hợp tác xã, vốn rất đạo mạo ngày thường. Giờ đây, nó hoàn toàn khác, làm việc với lũy đã một thời gian, nhiều người còn lớn lên và trưởng thành cùng lũy. Nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên họ trông thấy khuôn mặt sợ hãi đến tột độ thất thần. Đôi mắt vô hồn, nhuốm đầy u ám và sự lo lắng khiến lũy đánh mất hoàn toàn cái bản lĩnh của một tay lính cựu. Không ai nói vài một câu, họ đứng giạt sang hai bên, nhường lối để cho lũy thất thiểu đi vào sân kho hợp tác. Vừa đi vừa lầm bầm trong đầu, những câu không ai nghe rõ như một kẻ tâm thần loạn trí. Lũy đi lang thang vô định, đôi chân như biến anh thành một bước chân của kẻ lãng xô, vất vưởng không bờ không bến. Anh đang cố chấp nối lại suy nghĩ của mình, trầm ngâm nhớ lại mọi biến cố kinh hãi vừa mới xảy ra và lờ mờ nhận ra rằng những hiện tượng vừa rồi đều liên quan đến thi thể của người thiếu phụ chết đuối trên sông. Phải chẳng cô gái bị chết oan kia, nên vong hồn mới không siêu thoát được hiện về quấy giày kẻ đầu tiên dại dột chạm tay và thay người kéo lên trên bờ chứ. Xưa này trong dân gian, đâu có thiếu những câu chuyện tưởng chừng như hoang đường kỳ bí như vậy. Ngay trong làng chài này thôi, đã từng có cả trăm mẫu chuyện kể về những cái xác trôi sông. Những kẻ vong nhập, nạp mạng cho hạ bá, biến thành ma da kéo chân người khác, thế chỗ cho mình để đầu thai chuyển kiếp. Những chuyện ấy, lũy vốn chẳng bao giờ quan tâm. Anh không bao giờ tin đó là thật lại nhiều khi mạnh miệng bài bác, phản đối đám người bịa thần nghi quỷ, bày vẽ ra những câu chuyện dị thường để loe bịp nhân gian. Lý không tin, một phần vì anh là một người cấp tiến, từ sớm đã rắc cổ cách mạng, được học chữ, biết cả tiếng Tây, tin vào khoa học, chứ nhất định không tin vào những thuyết tâm linh. Một phần nữa là bởi vì Lý chưa bao giờ trông thấy tận mắt, chỉ được nghe người trong vạn trài kể lại cho nhau. Lũy vẫn còn nhớ có lần mẹ anh kể lại một câu chuyện bói toán dị đoan lũy đã từng cười khẩy rồi phán anh rất phản đối thấy vậy bà xuân chẳng hề tỏ ra bực bội mà còn ôn tồn bảo mà ấy thực ra là các linh hồn của người ta khi chết đi thân thể tan vào với đất với nước nhưng linh hồn thì vẫn còn tồn tại có những người chết bình yên ấy hồn vẫn vương nên tạm thời chưa có siêu thoát nhưng lại có những kẻ chết oan vong linh vẫn còn nhiều điều trên trần thế chưa giải quyết được lán lại để không có chịu đầu thai chuyển kiếp rồi hiện ra cho người ta thấy người ta sợ có khi trở thành những vong linh ác kéo người ta chết xuống làm bạn với mình hay làm lính hầu cho mình hoặc thế chỗ cho mình để đi đầu thai đấy Lũy chỉ nghe cười cười mà nói rằng <laughs> Con nhập ngũ từ khi 16 Chiến tranh loạn lạc Lửa đạn, mưa bom Anh em đồng chí Có khi vừa ăn được cái nắm cơm lạnh Ăn chưa xong Thì đã bị quân giặc bắn chết Vợ con còn để ở nhà Bao nhiêu dự định chưa hoàn thiện Mà có thấy con ma nào đâu Nói như mẹ thì ma đầy đường Ma có khi còn lắm hơn người sống ấy chứ Bà Xuân nghe xong Chỉ lặng lặng lắc đầu khuyên ma lượng người mà hiện hồn Chưa người mong gặp ma Nhưng vì cái duyên cái nợ Cả đời Chưa chắc đã gặp được con ạ à. Lũy lại mạnh miệng nói cứng Con đấy chưa ai Con chỉ mong một lần được gặp con ma con quỷ Để xem mặt ngang mũi dọc nó ra làm sao Chứ sao mà nhiều người sợ thế Con ấy Thì con chỉ sợ người thôi Người ấy còn đáng sợ hơn cả ma cả quỷ ấy có đúng là thân khẩu lại hại sắc phàm ếch chết do miệng lớn đến giờ chứng lũy lại gặp ma không chỉ một lần không chỉ trong đêm mà ngay cả lúc nhậm nhặn tối đến cả lúc trời sáng trăng trăng ma vẫn hiện về với anh chàng vệ quốc quân dân trẻ tuổi lũy lại càng chẳng thể cắt nghĩa được cho ngọn ngành vì sao ma lại hiện về với mình cái duyên số kỳ dị nào đã chỉ đường dẫn lối cơ chứ đẩy anh đến một hoàn cảnh khác thường đến như vậy Lũy cứ thế lặng lặng thất thểu đưa bước chân Đi được một lúc Cái cảm giác ngứa ngáy khó chịu ở cổ chân Lại một lần nữa bùng lên Suốt cả đêm qua Cơn ngứa ấy không tha cho lũy một phút nào Anh cứ liên tục gãi sồn sột như người mắc kẻ Trên cổ chân anh Cái vệt hằn cuốn quanh vẫn còn đo đỏ Nhưng không có sưng tấy Chỉ ngứa ngáy dâm gian Cũng đủ làm anh thấy khó chịu vô cùng Sự ngứa ngáy ấy khiến cho lũy Phải đứng hẳn lại giữa đường Thò tay qua lớp quần mỏng Gãi gãi trong vô thức cơn ngứa đã được giảm đi nay lại càng điên cuồng hơn trước hành hạ lũy không sao tả nổi lũy ngồi xuống vệ đường cắm cúi gãi sồn sột như con khỉ ở trong vườn thú nhưng bất chợt anh giật mình khựng lại chớp mắt mau miệng cái miệng há ra về kinh ngạc chỗ anh vừa ngồi cũng chính là nơi ngày hôm qua người ta tìm thấy cái xác trôi sông của người thiếu phụ cách anh một quãng không xa hình như qua đã đến đây cắm lên nấm mộ mới đắp của cô gái kia mấy que nhang và chút hoa quả đổ lễ. Lũy ngạc nhiên lắm, người chết đuối dưới sông đà này không phải hiếm, một năm chí ít cũng phải vớt được vài ba vụ. Có thể do trượt chân, không mày chết đuối, có thể do bị con lũ lớn ở thượng nguồn kéo xác đi xa. Lý do thì nhiều vô kể, nhưng dân vạn trải ít ai vớt xác chết lên bờ. Mà nếu đã vớt thì hầu như chỉ làm qua loa một ngôi mộ, chẳng nấm chẳng bia, dần dần đất cát sói mòn, thủy thổ đổi thay dòng đời biến chuyển xác người cũng tan thành đất chẳng còn mấy ai nhớ đến ấy thế mà chẳng hiểu vì sao lại có người mang nhang đèn hoa quả ra mộ người chết trôi sông này cúng bái cờ chưa phải chẳng có uẩn khúc gì ở đây nghĩ vậy lũy vội vội vàng vàng chạy lại quán nước của bà hàng quán đối diện chạm xá của làng mà hôm qua anh ngồi đây để chờ mẹ hàng nước ở đâu cũng thế luôn là chỗ tụ tập đủ các loại người giàu có nghèo có lường thiện có và cả lũ trộm cướp vặt cướp đường cũng có mới thấy lũy bước vào bà hàng ngước đã ngước mặt lên kinh ngạc hỏi ôi giời anh không đi làm hay sao rảnh rỗi ra uống nước thế này lũy chào bà tám ngồi xuống với tay lấy điếu thuốc nào như một thói quen cố hữu còn chưa kịp mở lời thì bà tám đã hơi cộng lại không mày nhìn lũy rồi nghi hồ hỏi này anh chủ nhiệm làm sao thế? sao mặt mũi cứ tái xanh tái dại thế kia? lũy nghe xong bất giác đưa tay sờ khuôn mặt của mình như một phản xạ bản năng rồi mới cượng cười lắc đầu đáp à, <laughs> đêm qua con mất ngủ bác ạ à? trời nực quá nằm trần chọc mãi không có bảo giấc được bà tám không nói gì chỉ gật đầu rồi rót cho lũy một ly nước trà đẩy lại tỉ mẩn mấy việc linh tinh khác lũy không quên lý do khiến anh phải tới đây nên vừa nhấp xong ngụm trà lũy đã lên tiếng hỏi bà tám ơi cái người mới chết hôm qua ấy có người nhà đến nhận rồi à bà tám nghe xong cũng giật mình quay đầu nhìn lũy ngạc nhiên ồ thật đã người ta mang xác đi chưa hay vẫn quản để đấy lũy vờ lơ đỉnh đáp vu vơ cháu đào có biết nhưng mà thấy trên mặt người ta có cả hoa quả với mấy cái chân nhang không biết là ai mang ra đấy cháu đoán là người nhà đến nhận thôi bà lão ổ lên một tiếng rồi xua tay bảo ồ à không phải đâu của tôi cả đấy lũy ngạc nhiên chố mắt nhìn bà tám rồi ấp úng hỏi bác bác quen người chết à bà tám vội xua tay đáp không tôi nào có quen biết đấy là ai ở, ờ, ở như mà thôi Anh hỏi làm cái gì Rồi có khi tôi lại phải trình ra ủy ban Vì cái tội mê tín dị đoan thì mệt lắm Thấy bà Tám ra vẻ lưỡng lự Lũy khuyến khích <laughs> Bác buồn cười thế Cháu cũng là con cái trong nhà Bác lại là bạn đồng niên Với thầy bu nhà cháu Cháu làm sao mà dám Thôi bác cứ kể xem nào Bà Tám không giấu được chàng lanh lợi Nên đành ngập ngừng một lúc Bà Tám mới nhìn quanh bốn phía Để chắc chắn rằng không có ai Rồi mới trầm giọng kể Tôi nói thế này Anh đừng có bếp xếp vi hay nói gì với mấy chú Ở trên tự vệ địa phương đi nha Lũy gật đầu xác nhận Rồi anh nhấp một ngụm trà Lắng tai nghe Như nuốt từng lời kể của bà hàng nước Nhà bà Tám cũng là một hộ Làm nghề trài lưới trong làng Tuy gia cảnh cũng không thuộc hạ có ăn có để Nhưng mấy người con đều hiếu thảo Ngoan ngoãn nên bà cũng không có vất vả. Chỉ có điều ở nhà buồn chân buồn tay, mà các cháu cũng đã đều khôn lớn, không phiền đến bà phải trông nom chăm sóc nên bà mới chọn cái nghề bán nước này để đổi già. Mà có người nọ, người kia nói chuyện cũng vui. Sáng hôm nay cũng như một tối quen thường nhật, bà tám dậy rất sớm, gánh cái đồi quàng gánh chứa đủ tứ quả bánh linh tinh cùng với mấy gói trẻ rẻ tiền ra để chuẩn bị bán tiếp khách của một ngày dài. Trời mờ sương đặc quánh như bị mây bao phủ, bà già có thế lầm lũi bước đi theo lộ trình quen thuộc. Khung cảnh tăm tối lại vắng người, khiến bà hơi hoang mang khi nghĩ đến vụ hôm qua. Người ta tìm thấy một thiếu vụ xấu số chết đuối dưới sông. Mặc dù thế nhưng bà vẫn cố xua đi cái nỗi sợ, giả bước thật nhanh để ra chỗ quán hàng nước quen thuộc. Nhưng khi chỉ còn cách cái quán một đoạn nhỏ Bà Tám chợt cực người ngơ ngác nhìn quanh bốn phía vì bà vừa nghe thấy tiếng trẻ con khóc quanh đây. Giữa lúc tờ mờ sáng, không gian dày đặc sương mù lại vang lên tiếng trẻ con khóc nỉ non ai oán khiến bà Tám càng thêm sợ. Nhưng tính tình hiền hậu chất phác lại thêm cái kiểu nhìn người mà ngẫm đến ta. Bà Tám cũng đã lên trước bà từ lâu. Nghe tiếng trẻ con khóc thê lương lại tưởng có đứa trẻ con nào bị cái đứa chở hoang đem đi giấu vội bà Quỳnh cả cái nỗi sợ vẩn vơ vội bỏ cả quăng gánh lần theo tiếng khóc để xem đứa trẻ thiếu may mắn ấy nằm ở đâu nhưng mới đi được mấy bước bước xuống vệ đê bà đã kinh hãi chết trần tại chỗ bởi trong cái bóng mờ tối mờ sáng lại pha lẫn hơi sương bà nhìn thấy một bóng người phụ nữ đang đứng ngay trên mặt nước cái dáng thất thểu đầu cúi thấp như đang mỏ mẫm mà hai chân cứ lơ lửng không có chạm xuống mặt sông khiến cho bà biết ngay đó là ma hình ảnh của người chết sáng hôm qua vẫn còn ám ảnh giờ lại thêm cái bóng ma hiện về trên mặt nước làm bà tám suýt té ngất đi nhưng bỗng bà thấy cái bóng kia cúi người xuống như đang mò mẫm tìm kiếm một cái vật gì đó rồi chỉ trong khoảng cách ấy thấy nó lôi lên từ dưới sông một cái bọc nhỏ âm thanh oe oe gào nghẹn cũng phát ra từ đó bà tám dùng mình chợt thấy lạnh toát cả sống lưng trời mùa hè dù sáng sớm nhưng cũng hơi oi bức Thế mà chân tay bà cứ run lên lầm cập Muốn chạy mà hai chân bà cứ như dính xuống vệ đề Không thể nào bước được Bà chỉ đành lặng lặng đứng nhìn cái bóng ma đó Bấy cái bọc kia quay trở lại phía nấm mồ Rồi tan biến vào trong làn sưng mù mệt Bà Tám kể đến đây Chợt thấy mặt lũy dần hiện ra một chút đần đần Anh lên tiếng Cái, cái bọc đó là Là một đứa trẻ con đấy Bà, bà, Tám tắm chắc không? Ê, tôi thì tôi không dám chắc Vì trời khi đấy tối Nhưng mà tôi nghe rõ ràng cái tiếng khóc Cất lên từ cái phía ấy Quẻ quẻ như cái đứa trẻ mới sinh ấy. ý chớp mắt hồi lâu cúi đầu nhìn xuống cái vệt đỏ Quấn quanh mắt cá chân Rồi như sực nghĩ ra một điều gì Anh vội vã vùng đứng dậy Lao bổ về phía vệ đê Chạy xuống bến phà Mà bà Tám không hiểu gì Cũng nối gót đuổi theo anh một vài người ngư phủ và mấy anh cử vạn thấy lạ cũng tò mò chạy lại phía sau người ta hò nhau như đuổi trộm rồi họ thấy lũy nhảy ủm xuống sông đúng cái chỗ mà hôm qua họ thấy xác người chết đuối anh lặn ngụp ở dưới đấy chừng một phút rồi ngon lên khuôn mặt trắng bệch như người chết tay còn ôm lấy một vật gì đó màu xanh tím nhỏ như cái ấm ủ trà lúc lên bờ thì hóa ra đó là một cái xác trẻ sơ sinh vẫn còn nguyên dây rốn chuyện chẳng ai ngờ Người thiếu phụ xấu số kia đã có màng. Không biết vì lý do gì mà cô lại vong thân tận mạng rồi giặt về khúc sông này. Sau đó sinh ra đứa bé kia ngay cả khi đã chết. Cái chuyện người chết đẻ con khiến cho vạn trải bãi thượng bị một phen kinh khiếp. Biến cố kinh dị cứ thế mà một đồn mười, mười đồn trăm theo những chuyến tàu buôn xuôi ngược dòng đà giang truyền lên cả mạng mường lay, điện biên, lai châu, rồi đến cả người dưới Hà Nội cũng tò mò kéo nhau đến nghe cái sự quái đản ấy. Mãi về sau, mới có mấy người cảnh sát pháp y được đào tạo bài bản về giải thích câu chuyện người chết đẻ con. Quả thật, người thiếu phụ kia chết do tai nạn, không hề bị giết hay lý do bất minh nào. Nhưng khi sạt trần xuống nước thì người đã gần đến ngày ở cữ. Thi thể con người ngay sau khi chết sẽ bắt đầu phân hủy. Quá trình phân hủy sản sinh ra rất nhiều chứng khí, tích tụ trong khoảng bụng. Chính những loại tử khí này đã đẩy đứa trẻ ra ngoài thông qua những vết cắn rỉa của thú hoang, tôm cá. Khi cái xác nổi lên mặt nước, hiện tượng sinh con sau khi chết này thật ra rất hiếm. Nhưng y sử đã có ghi chép lại vài lần. Chỉ vì thời ấy dân trí còn thấp nên mít bản ra tán vào, tầm sao thất bản biến nó thành một câu chuyện mang đầy tính hoang đường mà thôi. Nhưng dẫu khoa học hay các bác sĩ dưới xuôi có thể giải thích được nguyên nhân cái xác của người sản phụ hay việc cái thai chui ra ngoài, thì những biến cố xảy ra với lũy đến nay cũng chẳng ai cắt nguyễn được, cho rõ ngọt ngành. Lại nói về lũy, sau khi tiếp một số nhân vật cơ quan chức năng cùng nhiều đoàn cán bộ khoa học đến để hỏi về cái biến cố gần đây, anh lại trở về làm nhiệm vụ là một người chủ nhiệm hợp tác xã. Dù không thể tự giải thích những chuyện ma mãnh dị thường, nhưng trong lòng cũng thấy vui vui, vì giờ đây hai mẹ con người chết đều đắp mộ yên mả đẹp, nằm sát cạnh nhau bên dòng đà răng. Hương khói ngày ngày đều có người chuẩn bị. Cũng sau đó, lũy không còn thấy những tiếng động lạ, những hình ảnh ma quái của người tiếu phụ chết đuối hiện về. Thậm chí, cả cơn ngứa cổ chân cũng không còn nữa. Lũy thấy lòng mình thanh thản, vì đã giải quyết xong một biến cố dị thường, giúp cho chính mình và cả bông linh người chết được phần nào an ủi công việc của hợp tác xã cứ dồn ứ lại sau mấy hôm phải làm báo cáo tường trình biết đủ các cấp các ngành nên đêm nay lũy đành phải ở lại lũy ở lại cùng với mấy anh em cố hoàn nốt xong mẹ thịt hôn khói để mấy hôm nữa có hàng giao cho tàu buôn đi mặn ngược trời về khuya mấy người đồng nghiệp đều đã dọn dẹp về nghỉ ngơi chỉ có lũy vẫn còn ngồi thức xem sổ sách bỗng từ ngoài cửa có một luồng gió thổi vào làm lạnh buốt khiến cho lũy khẽ dùng mình ngẩng mặt lên nhưng anh bỗng kinh hãi suýt nữa hét lên vì phía ngoài mảnh sân gạch rộng thanh thăng ở hợp tác xã vừa thấp thoáng có một bóng người đàn bà tóc xõa lùng lẳng như bị chết chèo hiện lên trong màn xương âm u kinh dị trên tay còn bế theo một đứa trẻ khẽ cúi đầu sau đó lướt đi vâng thưa quý vị câu chuyện của tác giả tuấn vũ đến đây là kết thúc tác giả tuấn vũ thì có rất là nhiều những câu chuyện mà dựa trên những tích có thật tác giả đã đi hỏi những ông cụ bà cụ nếu như mà mọi người theo dõi kênh á quý vị theo dõi kênh thì để ý những câu chuyện của tác giả tuấn vũ ở ngay đoạn đầu á thường sẽ có những đoạn mà tác giả chia sẻ là về ngồi nói chuyện với ai với ai đó hoặc là về quê gặp ai thường trong những câu chuyện của tác giả đều là những ông bà cụ đã lớn tuổi mà những ông bà cụ lớn tuổi như thế này này ngày xưa ấy trong nạn đói rồi trong những năm cải cách sau chiến tranh á nhiều người chết vô kể mà cho nên những câu chuyện ma quái rùng rợn các ông bà cụ cũ cũng gặp nhiều nên tác giả tuấn vũ thường hay gặp các ông bà để hỏi sau đó viết lại những câu chuyện của ông bà gửi đến cho kênh của chúng ta những câu chuyện phải nói rất là hay phải không ạ và cũng rất thích cái cách mà tác giả tuấn vũ dùng từ ấy bởi vì ngôn từ của tác giả nghe nó nó cảm giác nó thấm rất là thấm nhiều cái ngôn từ nếu như mà quý vị quý khán thính giả nghe không quen nó cảm giác nó khó hiểu một chút nhưng mà nghe quen và hiểu ra rồi á Thấy nó rất là hay Một từ thôi nhưng nó bao hàm nhiều cái nghĩa Phải nói Hằng rất là thích những tác phẩm của tác giả Tuấn Vũ Không biết là quý vị quý khán thính giả cảm thấy như thế nào Thì có thể để lại phần bình luận bên dưới cho Hằng biết nhé Tất cả các bình luận Hằng đều đọc và thả tim thả like Mặc dù không trả lời hết hoàn toàn tất cả những comment bên dưới nhưng mà hẳn rất là vui khi nhận được và mỗi một ngày đều vào xem những comment đấy của quý vị quý khán thính giả. Hy vọng quý vị quý khán thính giả sẽ để lại nhiều bình luận bên dưới hơn cho hàng đọc. Cảm ơn quý vị đã theo dõi lắng nghe câu chuyện của ngày hôm nay. Đêm đã về khuya rồi, chúc quý vị quý khán thính giả có một giấc ngủ ngon và một giấc mơ thật đẹp. Có một ngày làm việc thật là vui tươi nhiều năng lượng. Xin chào và hẹn gặp lại.